Chị Thi, thật sự em cũng nghĩ là anh Lâm sẽ không bao giờ làm những chuyện có lỗi với chị. Nhưng mà em thấy chị Phượng vừa xinh đẹp, lại vừa khôn khéo, lại còn biết lấy lòng người nữa. Người xưa có câu, tình cũ không rủ thì cũng tới, không phải là không có cơ sở gì đâu chị. Huống hồ đó chính là người con gái đầu tiên làm cho anh Lâm rung động và yêu thương. Dù chị có đề phòng như thế nào thì vấn đề là của anh Lâm thôi. Nếu anh có tình cảm với lại cô Phượng kia thì chị có làm gì cũng vô ích mà thôi. Thật ra em nói vậy, em cũng muốn chị nâng cao cảnh giác thôi. Hình như là chị Phượng đó bắt đầu tiếp cận em, cố tình muốn lấy lòng em. Em cũng không hiểu là chị đang có ý đồ gì nữa. Hồi tối hôm qua, chị có gửi lời kết bạn Facebook với em. Chị còn nhắn tin hỏi thăm xã giao em nữa. Thật ra thì em không muốn kết bạn đâu, nhưng dù sao cũng đang làm chung công ty, cho nên em đành phải xã giao với chị. Chị Phượng đúng là chưa kết hôn, nhưng không biết là có bạn trai hay chưa. Chị coi đi. Là hôm chủ nhật mẹ đãi tiệc, anh Lâm cũng đi tiếp khách với cổ. Cái đồng hồ giống hệt. Rồi tối hôm đó, hình như ảnh cũng mặc áo sơ mi màu này. Không lẽ cái tay này chính là tay của anh Lâm? Em chỉ biết khuyên chị vậy thôi. Chị đừng có nói lại với anh Lâm nha chị. Mắc công anh Lâm lại trách em nhiều chuyện nữa. Chị biết mà. Vậy thôi em về phòng nha. Chị nghỉ ngơi đi. Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ.